Lieben, hier ist Tâm. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tâm. Rất vui khi bạn đã bật video này lên. Các bạn thân mến, video lần này mình dành để chia sẻ với các bạn một chút những thông tin cũng như là kinh nghiệm của mình về việc du học Đức. Có thể là các bạn sẽ tìm thấy ở trên mạng rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến chủ đề này. Tuy nhiên thì trong video lần này, mình muốn chia sẻ với các bạn những thông tin mà mình biết cũng như là những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua và hy vọng những cái kinh nghiệm này có thể giúp ích một phần nào đó cho các bạn trên con đường du học của mình. Thông tin đầu tiên mà mỗi bạn muốn đi du học phải tìm hiểu đó chính là việc mình sẽ phải đạt được những cái yêu cầu gì, phải chuẩn bị những hồ sơ, những giấy tờ gì để có thể đi du học. Thực sự thì những cái thông tin này các bạn có thể tìm thấy rất là nhiều trên mạng. Tuy nhiên có một trang web rất là uy tín mà mình khuyên các bạn nên tham khảo. Đó chính là trang web của DART Việt Nam. DART là viết tắt của Deutsche Akademische Austauschdienst, tức là cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức. Ở trên này có tổng hợp tất cả những cái thông tin mà các bạn cần phải biết trước khi đi du học Đức. Phải chuẩn bị những giấy tờ gì, có những cái chứng chỉ gì, tất cả thông tin đó các bạn có thể tìm thấy ở trên trang web. Và cái đường link thì các bạn có thể xem lại ở cái phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video. Như đã nói thì tất cả những cái thông tin cần thiết liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ thì các bạn có thể tìm thấy ở trên trang web của DART. Ở trong video lần này thì mình sẽ không nhắc lại những cái điều đó nữa mà mình chỉ đưa cho các bạn vài những cái lưu ý, những cái kinh nghiệm của mình để giúp cho các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc cân nhắc đưa ra quyết định du học của mình. Ở đây có hai cái khái niệm, hai cái kỳ thi mà mình muốn nói kỹ hơn một chút với các bạn. Thứ nhất đó là APS và TESAS. Hồi mình thi cách đây gần 10 năm, hay năm 2009 thì mình chỉ có phải thi APS thôi. APS thì nó thực sự nó chỉ là như là một cái cuộc phỏng vấn để người ta có thể thẩm định được là mình có đủ điều kiện, đủ năng lực để mà tham dự cái việc học đại học ở Đức hay không, cũng như là thẩm tra các giấy tờ của mình. Và APS là một cái điều kiện bắt buộc. Thực sự bắt buộc ở đây mình nó không phải là từ cái phía trường mà các bạn muốn học ở bên Đức, mà nó là từ phía của Đại sứ quán Đức ở Việt Nam. Mình đã xem những cái yêu cầu để mà có thể cấp visa cho học Đức. Đó là một trong những cái giấy tờ mà các bạn cần phải có, đó là cái APS, cái thẩm định APS. Như mình đã nói thì cái kết quả kỳ thi APS nó không có một sức ảnh hưởng quá lớn, mà theo như mình hiểu thì nó chỉ như là một cái chìa khóa để giúp các bạn mở cánh cửa sang Đức. Nó là một cái điều kiện bắt buộc để Đại sứ quán Đức ở Việt Nam cấp visa sang Đức cho các bạn. Và khi mà sang Đức thì các bạn vẫn phải tham dự cái kỳ thi đầu vào của trường dự bị. Hồi đó mình học xong đại học, mình học xong được năm thứ nhất đại học ở Việt Nam thì mình sang để mình xin học dự bị. Và cái kỳ thi APS này thực sự là nó không có giúp ích được gì nhiều cho việc mình có được nhận vào học cái trường dự bị hay không. Mà thực ra thì khi mà mình sang đến Đức rồi, mình phải bắt buộc tham dự một cái kỳ thi đầu vào của cái trường dự bị đó. Và khi mình đạt đủ điểm thì mình mới được nhận vào trường đó. Còn kỳ thi TESAS là một cái kỳ thi để đánh giá khả năng học đại học của một sinh viên nước ngoài tại Đức. Và qua đó các bạn có thể mà đánh giá được cái khả năng của mình đứng thứ mấy so với các sinh viên nước ngoài khác. Và như thông tin mình có tham khảo thì một số trường sử dụng kết quả kỳ thi TESAS này để xét tuyển sinh viên. Nếu như mà các bạn gặp phải một số trường mà yêu cầu cái kết quả thi TESAS này thì các bạn sẽ bắt buộc phải thi cái kỳ thi đó và có thể thi bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Đức. Và đề thi mẫu cũng như là cái thông tin cụ thể hơn về kỳ thi này các bạn có thể tìm thấy ở trên trang web của DART nhé. Thực sự thì những cái thông tin mà các bạn tìm được ở trên mạng nó chỉ là những cái thông tin cơ bản, thông tin chung cho tất cả mọi người, cho tất cả các trường. Còn một lời khuyên của mình cho các bạn đó là nếu như các bạn đã chọn được một trường phù hợp với mình, chọn được ngành học phù hợp, thì các bạn hãy trực tiếp lên trang web của trường ở phần PVL
phần ứng tuyển và các bạn hãy xem những cái yêu cầu của trường đối với những cái sinh viên cho cái ngành học đó ở cái trường đó. Thì có thể là có những cái trường khác nhau ở các bang khác nhau thì họ sẽ đưa ra những cái yêu cầu cho sinh viên khác nhau. Ví dụ như là có những trường thì người ta chỉ cần xét điểm các bạn thôi, còn có những trường người ta lại cần phải yêu cầu phỏng vấn các bạn, có những trường người ta lại yêu cầu các bạn làm bài kiểm tra đầu vào đó. Tức là có thể có những trường nó sẽ có những cái yêu cầu khác nhau và các bạn nên tìm hiểu cụ thể từ trường. Và nếu như mà các bạn vẫn có một cái thắc mắc thì các bạn hãy trực tiếp viết thư, viết email cho trường đó. Và có một cái lưu ý thứ hai nữa, khi mà các bạn cân nhắc về du học, đó chính là việc các bạn hãy nghĩ đến việc là mình sẽ phải học tập bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Và thực sự thì đối với những bạn học Đức thì nó sẽ là một cái rào cản khá là lớn, bởi vì tiếng Đức không được dạy phổ biến ở trường phổ thông như là tiếng Anh. Bởi vậy nên là hầu hết mọi người đều bắt đầu học tiếng Đức rất là muộn. Có những bạn thì khi mà học những cái trường có liên kết với cả cái trường bên Đức thì các bạn sẽ học tiếng Đức từ cấp 2, cấp 3. Tuy nhiên thì phần lớn mọi người thì nghĩ đến việc du học Đức, du học ở đại học. Thế nên là mình học muộn hơn khi mà học xong cấp 3, bắt đầu học đại học hay là kết thúc đại học, tốt nghiệp rồi. Thì thực sự là cái khoảng thời gian để bạn có cho việc chuẩn bị học tiếng thì nó không có nhiều. Bởi vậy nên là một cái thiếu sót nó khá là lớn đối với nhiều người, đó chính là việc không có nhiều thời gian để chuẩn bị tốt cho vốn ngoại ngữ của mình. Và nếu như không có một cái vốn ngoại ngữ tốt thì các bạn sẽ rất là khó để mà có thể hòa nhập được với cái cuộc sống học tập ở bên này và có thể đạt được một cái thành tựu nhất định nào đó. Bởi vậy nên lời khuyên của mình dành cho các bạn đó là hãy chuẩn bị ngôn ngữ nhiều nhất có thể khi mà các bạn còn đang ở Việt Nam. Có những bạn thì tham dự những cái khóa học mà theo như mình được biết thì trong thời gian rất là ngắn, khoảng 6 tháng hay là hơn nó một chút, thì mình chưa có từng trải nghiệm cái việc học ngoại ngữ trong một cái khoảng thời gian áp lực như vậy, nên mình cũng không biết được là nó thực sự có hiệu quả cho các bạn hay không. Cái điều đó thì chỉ có thể chính các bạn trả lời thôi. Tuy nhiên thì để mà cái việc học nó sẽ hiệu quả hơn thì các bạn hãy dành một khoảng thời gian dài hơn một chút, 1 năm, 2 năm nếu như mà các bạn có thể nhá. Và hãy học bằng cách chủ động, tức là mình không chỉ có tiếp thu kiến thức của thầy cô giáo ở trên lớp mà mình sẽ phải tự tìm tòi những cái tài liệu, mình đọc nhiều, mình nghe nhiều những cái kinh nghiệm, những cái tip hữu ích mà mình chia sẻ cho các bạn việc học tiếng thì các bạn có thể tìm thấy và xem lại ở những cái vlog trước của mình. Và một lời khuyên nữa của mình là hãy đi du học càng sớm càng tốt. Hồi mà mình du học thì một cái yêu cầu nó hơi khác so với bây giờ, đó là phải học, phải tốt nghiệp cấp 3 này, thi đỗ một trường đại học chính quy ở Việt Nam này và học thành công 2 học kỳ thì mới được sang học dự bị ở bên Đức. Còn bây giờ thì các bạn chỉ cần thi đỗ tốt nghiệp và thi đỗ cái kỳ thi đại học và được một trường đại học nào đó nhận, ở Việt Nam nhận các bạn, thì các bạn đã đủ điều kiện để mà sang học dự bị ở bên Đức rồi. Đó, không cần phải học 2 học kỳ như mình trước kia nữa. Thì nếu như mà có thể thì các bạn nên học dự bị ở bên Đức. Bởi vì dự bị nó là một cái khoảng thời gian để mà các bạn có thể làm quen được với cả cái văn hóa học tập ở bên này. Thực sự thì học dự bị, lúc đó mình học ở trường Nordhausen, lúc đó thì mình vẫn còn sống trong một cái môi trường rất là nhiều sinh viên quốc tế. Đó, rất nhiều sinh viên quốc tế, thì khi đó thì cái việc mà mình được nói tiếng Đức nhiều, được tiếp xúc với cả tiếng Đức những người bản xứ thì có rất là ít. Tuy nhiên thì mình cũng có một cái cơ hội nào đó để mà mình bắt buộc phải nói tiếng Đức, tại vì mình sẽ học rất là nhiều những cái sinh viên nước ngoài, và mình sẽ học những cái môn, ví dụ như là mình học Geekos thì mình học môn sử này, môn chính trị, rồi môn tiếng Anh, văn học Đức. Đó, thì khi mình học những cái môn đó thì mình cũng có một cái cơ hội để mà mình tiếp cận được với các cái ngôn ngữ chuyên ngành.
cái ngôn ngữ chuyên ngành này thì các bạn không không có học khi mà các bạn chỉ tham gia những cái khóa học tiếng Đức thông thường đó. Mà ở đây thì khi mà học dự bị các bạn sẽ được nghe giảng hoàn toàn bằng tiếng Đức, một cái môn học mà các bạn không hề có một chút khái niệm gì nó cả. Như là mình học lịch sử ở Việt Nam, mình học lịch sử Việt Nam rồi học lịch sử những cái chủ đề mình hoàn toàn không có liên quan gì đến cả cái chương trình học của mình ở bên dự bị bên này. Thì thực sự thì nó không phải là hoàn toàn ở cái kiến thức mà các bạn tiếp thu, mà ở đây là cái kỹ năng học của các bạn sẽ được rèn luyện. Cái kỹ năng này rất là cần thiết cho việc các bạn lên bậc đại học và lên cao hơn. Ví dụ như là kỹ năng nghe giảng, kỹ năng ghi chép khi nghe giảng, kỹ năng đọc sách, kỹ năng làm bài thuyết trình, kỹ năng thuyết trình, tìm sách vở, tìm tài liệu học, vân vân và vân vân. Đó, tất cả những cái đó thì các bạn sẽ được làm quen khi mà học dự bị. Và khi mà học dự bị thì các bạn cũng sẽ có cơ hội tham dự những cái lễ hội mà trường tổ chức, sẽ cái để mình giao lưu văn hóa, rồi mình được tìm hiểu nhiều hơn về nước Đức, vân vân, đi tham quan, rồi ra có những cái buổi dã ngoại. Thì mình nghĩ là điều đó sẽ thú vị hơn rất nhiều khi các bạn tham gia một cái khóa học tiếng Đức không thôi để mà thi lấy bằng DSH, vân vân. Cái DSH thì mình không có học, không có thi, nên là mình cũng không có thể đưa cho các bạn nhiều lời khuyên hơn về cái kỳ thi này. Tóm lại là mình chỉ muốn khuyên các bạn là hãy du học Đức sớm nhất có thể. Bởi vì khi đó thì các bạn, khi mà các bạn còn trẻ, các bạn có nhiều năng lượng hơn, và các bạn cũng cởi mở với những cái mới hơn, dễ dàng tiếp thu hơn. Đó, và dễ dàng hòa nhập hơn.